fan bức xúc khi có thông tin Hạo Y Hành bị cấm chiếu vĩnh viễn. Rất nhiều tin đồn liên tục cho biết Hạo Y Hành phải rời lịch chiếu khiến fan hâm mộ cực kỳ lo lắng. Những ngày gần đây, bộ phim Hạo Y Hành thường xuyên xuất hiện trên top tìm kiếm Hot Search Weibo, thu hút rất nhiều sự theo dõi và bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Nguyên nhân là do một người trong giới tiết lộ rằng bộ phim sẽ không có hy vọng ra mắt khán giả như lịch chiếu dự kiến vào tháng 4 sắp tới, vì nhiều lý do khác nhau. Bộ phim trải qua đến 2 lần kiểm duyệt, không loại trừ khả năng bị bóp chết, không còn khả năng ra mắt sau trải qua lần kiểm duyệt mới đây. Hạo Y Hành đã đóng máy từ năm ngoái, thỉnh thoảng vẫn có tin tức cho biết về thời gian phát sóng của bộ phim, nhưng tất cả đều không chính xác, khiến fan hâm mộ chờ đợi trong vô vọng. Không ít ý kiến cho rằng Hạo Y Hành gặp vô số khó khăn bất lợi trong việc ra mắt, đặc biệt là vấn đề kịch bản khó qua ải kiểm duyệt. Thậm chí việc nam chính Trần Phi Vũ là người Mỹ, mang quốc tịch Mỹ cũng là yếu tố gây trở ngại lớn đến chuyện phát hành của dự án này. Mặt khác, một bộ phim có đề tài đam Mỹ tương tự khác là Sơn Hà Lệnh đã nhanh chân chiếu trước, tạo nên cơn sốt không hề nhỏ, gây áp lực rất lớn đối với dự án đầu tư khủng như Hạo Y Hành. Nhưng Sơn Hà Lệnh hiện đã kết thúc, rất nhiều sự chú ý đổ dồn vào Hạo Y Hành, chờ đợi bộ phim có được ra mắt hay không. Thế nhưng tin buồn liên tục ập đến khiến khán giả vô cùng thất vọng và hụt hẫng. Mới đây trên mạng lại xuất hiện tin đồn liên quan đến bộ phim Hạo Y Hành. Nguồn tin này cho biết, phía Tencent hiện đang cố gắng hết sức để Hạo Y Hành có thể ra mắt. Trước đây bộ phim từng bị báo cáo một lần rồi. Vì lý do này, Tencent đã sa thải toàn bộ đội ngũ marketing của bộ phim. Quả thực, người đứng ra tố cáo chủ yếu khó chịu với cốt truyện của hai nhân vật nam chính. Nhà sản xuất buộc lòng phải chỉnh sửa lại nội dung. Rất nhiều đất diễn của nhân vật nữ của Trần Giao được đăng lên. Đội ngũ marketing mới sẽ tập trung theo hướng PR cho Trần Giao và tuyến tình cảm nam nữ trong phim. Theo như tin tức này, nhà sản xuất sẽ nhấn mạnh khai thác tuyến tình cảm giữa hai nhân vật của Trần Phi Vũ và Trần Giao, mối quan hệ huynh đệ với La Vân Hy sẽ trở nên mờ nhạt ở phiên bản chỉnh sửa. Dù biết rằng động thái này nhằm cứu vãn bộ phim để có thể trải qua ải kiểm duyệt, thuận lợi ra mắt, nhưng việc thay đổi như thế lại tạo ra làn sóng phẫn nộ, tẩy chay nơi fan hâm mộ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!